Nhưng mà cái đợt này cái mụn em này to nhỉ? Sao nó lên cái to? Cái này của em nó là mụn bọc ấy. Mụn bọc mà nó dưới nó là có mụn mạch lươn ấy. Rất là to luôn. Cái này của em thì bây giờ hôm nay mình chưa xử lý được cái mụn này, chỉ xử lý những cái mụn khác thôi. Cái đấy em phải dùng những cái sản phẩm uống mới bôi đã, đúng không nhỉ? Được. Sau đó thì mình sẽ xử lý cái đấy sau nha em nhé. Nặng quá. Cái này em phải hạn chế đôi cái nóng với dầu mỡ nhá, không sờ tay lên mà không kẹt nặng. Được không? Đấy, và hôm nay mình làm hút tắc nghẽn xử lý mụn và anh chỉnh đơn nhá. Chắc cố gắng trong một tháng của em nó phải khỏi được khoảng 90%. Tầm tầm như đấy. Chắc chỉ uống chứ em không nặng được. Thế à, tại sao? Nặng. Tại sao? Đau à hay sao? Như thế nào? Đau. Nói chung là cũng thấy ổn định. Ổn định rồi đấy nhé. Nó cũng chẳng có cái gì nữa cả, tốt hơn nhiều rồi. Ok, da em thì nó cũng mịn hẳn lên đấy nhỉ? Vâng. Mịn và sáng hẳn lên đúng không? Tuyệt vời đấy. Về nhà vẫn phải hạn chế đôi cái nóng với dầu mỡ nhé. Từ trước anh nhớ em là có mấy cái mụn to lắm rồi đây. Đúng không? Đây có một cái mụn to, đây có một cái mụn to này. Bây giờ chảo cái sẹo này đúng không? Em thấy có sẹo ở chỗ mụn không? Có, thi thoảng nó có nhưng mà nó đỡ. Là sẹo cũ. Hôm trước con mắt đây trong này to đùng nên làm gì có sẹo đâu. Đúng không? Vâng. Ok rồi, tốt rồi. Nói chung là cũng thấy ổn định. Ổn định rồi đấy nhé. Rồi nó cũng chẳng có cái gì nữa cả, tốt hơn nhiều rồi. Ok, da em thì nó cũng mịn hẳn lên đấy nhỉ? Vâng. Mịn và sáng hẳn lên đúng không? Tuyệt vời đấy. Về nhà vẫn phải hạn chế đôi cái nóng với dầu mỡ nhé. Từ trước anh nhớ em là có mấy cái mụn to lắm rồi đây. Đúng không? Đây có một cái mụn to, đây có một cái mụn to này. Bây giờ chảo cái sẹo này đúng không? Em thấy có sẹo ở chỗ mụn không? Có, thi thoảng nó có nhưng mà nó đỡ. Là sẹo cũ. Hôm trước con mà mắt đây trong này to đùng nên làm gì có sẹo đâu. Đúng không? Ok rồi, tốt rồi.